khúc Sóng Gió. Nam ca sĩ Tuấn Mèo có viết Hồng Trần trên đôi cánh tay. Hỏi Hồng Trần là gì? À, là cái bà Hồng mà hay cởi trần ở gần nhà ca sĩ Tuấn Mèo. Tại sao hot con Trần Đức Bô lại kêu mèo 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 mèo? What? À, vì cô ấy tuổi hổ. Cái ca nào giang hồ nhất? Đại ca. Trong một cuộc thi bơi lội giữa mùa cạn, có 6 vận động viên múa ba lê tham gia. Thì thằng bạn em nó được giải 5. Và một đứa không phải bạn em thì nó thua cuộc. Hỏi tại sao nó lại thua cuộc? Tao nhìn cái mặt mày thì tao biết mày chơi với thằng bạn mày là tiểu nhân rồi. Thế là tao đoán chắc là thằng đấy nó mua giải nên con kia nó mới thua cuộc. Ấy, anh nhầm. Thằng bạn em nó thi bằng thực lực anh ạ. À. Còn vì con kia nó thua ấy là vì nó say xe. Vì sao lại say xe? Vì trước khi đến trường bơi, con này nó đi từ Thái Bình đến Hà Nam hơn 6.000 cây, xa quá nên là nó nôn thốc nôn tháo ở trên xe. Đến chỗ bơi thì nó bị đình chỉ luôn. Nhờ thế mà thằng bạn em được giải đấy. À, thế thì thằng bạn mày giỏi rồi. Con gái mặt xinh đẹp người xưa thường gọi là gì? Hồng nhan. Xinh đẹp tài năng nhưng lấy phải chồng hũ phu, gia trưởng chuyên đánh đập suốt ngày, các cụ xưa thường gọi là gì? À, không biết cụ nhà em thế nào chứ cụ nhà anh thì gọi là bạc phận em ạ. Vì sao con gái thích người đàn ông có tiền hơn là người đàn ông không có tiền? Vì có tiền thì sẽ có xe, mà có xe thì sẽ có nhà, nên là con gái chỉ cần vác xác đến ở thôi. Vậy theo anh thì những chuyện tình kiểu nữ và đại gia như thế này thì liệu có bền hay không? Bền hay không thì phải xem ví mày còn dày hay không. Theo anh, không làm mà vẫn muốn ví dày thì làm như nào hả anh? À, theo như thầy Ánh Hoa Nhài đã dặn ý, thì không làm mà muốn ví dày ý, thì đừng lấy vợ em ạ. Ok anh nói quá hay. Em sẽ kêu cả họ cả lớp em vào follow cho kênh TikTok của Hữu Hưng và Đào Nguyên Ánh. Cá gì ở trên cây? Cá quả. Lông gì đã được? What? Lông mày. Cái gì có chân có tay nhưng không thể đi được? À đủ. Cái bàn, cái ghế. Một cô lao công tên Ánh nhà rất nghèo. Hằng ngày cô đều đi quét lá vàng tây 4 số 9 nên người đời gọi cô là Lá Ngọc Cành Vàng. Cô được một anh chàng ăn xin tên Ngân rất giàu có theo đuổi. Sau một thời gian rình rập vụng trộm, hai đứa đã quyết định vác nhau ra tòa kết hôn và đẻ son son trong 2 năm được 12 đứa. Hỏi 12 đứa con nhà này tên gì? What? À, chắc là muộn rồi mà sao còn nhìn lên trần nhà rồi quay ra. Rồi, vợ chồng nhà đấy cũng phải sửa ca anh ạ. Tên các con nhà nó là cô lao công nhà nghèo và chú ăn xin may mắn ạ. Cô lao công nhà nghèo và chú ăn xin may mắn. Sao tao chỉ thấy có 11 đứa ta? Thiếu đứa tên là A anh ạ. Đầy đủ tên nhà nó là cô lao công nhà nghèo và chú ăn xin may mắn A. Xe gì mang tên một loại động vật? Xe cẩu. Ba mắt một chân thưa thẩn giữa phố, chẳng sợ nắng mưa là cái gì? Đèn giao thông. Ở đâu trên thế giới mà chỉ có con trai chứ không có con gái? Ở dưới nước. Một chàng rể nghèo ở Phú Lý đi sang thăm nhà bố vợ ở Vũ Thư. Nhà ông này có nuôi một con chó bằng sứ ở trước cửa. Thằng rể này nhìn thấy con chó trước cửa, bèn bom mồm để lại một câu cửa miệng hết sức cute là tông muốn con chó sứ. Đẹp thật. Hỏi tại sao bố vợ lại vác điếu cày ra đánh thằng này? À, tao đoán là con chó sứ là kỷ vật của cả họ nhà ông ấy, nên là khi mà sau khi nghe cái câu cửa miệng của thằng này xong thì ông ấy kỷ niệm, kỷ vật lại luôn cho cái thằng này một cái điếu cày xinh xinh ở mồm. Do tại vì ông bố vợ tên là Trần Trọng Sứ anh ạ. Con gì có cánh mà không có lông? Con diều. Trên cơ thể con người có mấy mắt? What? Có 8 mắt. Là những mắt nào? À, 2 mắt nhìn, 2 mắt cá tay và 2 mắt cá chân. Một cô ông mang thai 15 tháng, ông phát hiện mình sinh đôi đứa con thứ 3. Chồng của cô ông rất là lo lắng nên đã đến gặp bác sĩ nha khoa tên là Vũ Thị Thư để xin bà này đỡ đẻ cho cô ông mẹ tròn con vuông. Hỏi tại sao lúc về chồng cô ông lại gãy răng? À, chắc là trong lúc đẻ cô ông đau quá nên là tiện tay vả vỡ mồm chồng mình. Rồi, anh để ý câu hỏi. Cụ ông đang sinh đôi đứa thứ 3 mà lại đi đến bác sĩ nha khoa, mà nha khoa thì để chữa răng, thế nên là bác sĩ vào việc luôn. Cuối cùng là toang cả hàm chồng cụ ông rồi. Con gì ăn lửa với than? Con tàu. Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn bỏ tôi? Là cái gì? What? Là cái bóng của mình. Có một con mèo trắng ở nhà ông Sung Tòn là bạn của con mèo đen của nhà bà Thầm Bảo Chiêu. Mèo trắng hôm nay lại bỏ mèo đen để đi chơi với con mèo vàng ở của nhà bà Hủ Thái. Một thời gian sau, mèo đen gặp lại mèo trắng đi cùng mèo vàng. Mèo đen sẽ nói gì?
quá đơn giản. Riêng cái thể loại mèo với mủ ngoại tình này lăng nhăng ít ít thì con mèo đen nó sẽ nói là tổng môn con trà xanh. Rốt, quá rốt. Anh đừng xem phim Hàn Xẻng nữa anh ạ. Mèo chứ có phải người đâu anh. Chả cần biết mèo nào với mèo nào, cả hộ nhà mèo đi nữa thì nó cũng chỉ nói được mèo 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 thôi. Chứ nó làm sao mà nói được tiếng người mà trà với cả xanh. Sàn. Màn gì che được tất cả mọi vật? Màn đêm. Cái gì có khi bạn muốn chia sẻ với tôi, nhưng khi bạn chia sẻ rồi thì bạn sẽ mất tất. Bí mật. Cái gì sống khi bạn cho ăn, chết khi bạn cho uống? À đù, ngọn lửa. À đù. Có một rổ táo, trong rổ có ba quả. Làm sao để chia cho ba người mỗi người một quả mà trong rổ vẫn còn một quả? Ui xùi, riêng mà ẩm thực kết hợp với toán học ý, nó là nghề của anh rồi em ạ. Trước cô Ngân dạy lớp một anh ý, toàn khen anh là ăn thì lắm mà làm thì lười mà em. Tóm lại, đáp án của anh là gì? À, đáp án của tao là quặt hai quả và chia cho ba thằng đớp đều. Còn một quả thì để nguyên trong rổ, ok chưa? Rớt, thế cũng đỏ. Đáp án là lấy hai quả đầu chia cho hai thằng, còn một quả cuối cùng tống nốt cho một thằng còn lại, xong bố thí luôn cho nó cái rổ. Thế là cuối cùng quả đấy vẫn nằm trong rổ và vẫn chia đều được cho ba thằng. Thứ gì càng rửa càng thấy dơ? Nước. Con gì ăn bằng mồm nhưng y bằng đầu? Con ốc sên và con tôm. Con gì càng nhiều càng sinh sôi nảy nở thì người nuôi càng sợ? À đủ. Con sán. Có một đứa bé 107 tuổi đang chửa trâu ba đứa, nhưng rất khỏe, bị hai thằng mất dạy đá vào bụng. Bái vẫn không sao mà còn cười cười cảm ơn. Hỏi tại sao? Bà đấy chắc không bình thường à? Hấp nó đã đá vào bụng như thế mà bà còn cảm ơn. Mà riêng cái thể loại mà đánh phụ nữ mang thai và cho con bú ấy, là đã không thể tha rồi. Mày nổ cái địa chỉ hai thằng đấy để tao báo công an. Một thằng tên là Phạm Thủy Ngân và một thằng tên là Phạm Thủy Ngân. Hai thằng đấy bao nhiêu tuổi? Nó chưa đẻ anh ạ. Mày trêu tao à? Nó chưa đẻ thì nó đá kiểu gì? Hai là ai tôi lại ông. Hai đứa đấy chính là hai đứa con của bà đấy. Nó đang ở trong bụng nó đạp mặt thôi. Ông lắm chịu quá. Cái gì càng bị đấm càng thích? Masha. Một xương sống và một đống xương sườn là cái gì? Cái lược. Tên tỉnh nào ở nước ta nghe như thiếu nước? À, Bắc Cạn. Cái gì chỉ có một chân mà vẫn đứng được? Xe đạp, xe máy. Bởi vì nó chỉ có một chân trống. Tờ giấy đăng ký kết hôn của hot boy Ngô Bê Lân và hot girl Đành Nguyên Áo được ký ở đâu? À, ở Thái Bình, Thái Lọ gì đấy em ạ. À, anh ngu rồi. Cái đám cưới đấy anh cũng đi dự mà anh không biết à? Mà hôm đấy anh còn hát bài vợ người ta cơ mà. Ừ thì đây, nó ký ở Thái Bình là gì nữa? Anh hâm à? Nó ký ở cuối tờ giấy kết hôn anh ạ. À. Người da đen mẹ người da trắng. Ờ, em bé vừa sinh ra có hàm răng màu gì? Không màu, bởi vì em bé vừa sinh ra chưa có răng. Làm thế nào để cậu bé đá bóng 3 mét, sau đó quả bóng trở lại với quả bé? Cậu bé đá quả bóng lên trời. Hai em bé được sinh ra cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cùng ngày, cùng mẹ, cùng cha, nhưng không phải là sinh đôi. Thôi, hai bé đấy có quan hệ như thế nào? Hai bé đấy có thể là sinh ba hoặc sinh tư, sinh năm, sinh sáu, sinh bảy gì đấy. Một thằng điếc và ba thằng điếc đi ăn một bát phở. Mỗi bát phở có giá 10.000 đồng. Thôi, cả lũ đấy phải trả bao nhiêu tiền? À, 1 cộng với 3 bằng 4, 40.000. Sao anh ngu ta? Ba thằng điếc có nghĩa là bố thằng điếc. Mà bố thằng điếc với thằng điếc chỉ có hai người thôi. Nên số tiền phải trả là 20.000. Xã gì đông nhất? Xã hội. Con nào không gáy ó mà người ta vẫn gọi là gà? Gà mái, gà quan và chiếc ố. Quần gì rộng nhất? Quần đảo. Có ba thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hàng. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng ở giữa cầm một cái xẻng. Hỏi thằng đi trước cầm gì? À, theo kinh nghiệm mà chiến trường học của anh thì thằng thứ nhất có thể nó đang cầm dao hoặc kiếm gì đấy. Quá rốt, quá rốt. Thằng đi trước nó cầm đầu anh ạ. Vào sớm lại đi, các bạn ơi đang đo làm gì, rồi bán xe đi, thôi đừng lo nghĩ chi. Vào nhớ lại nhà, không là tôi hóng vui đâu nè. Vào bấm chuông nhà, để cùng xem sớm video mà vừa ra.